Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 3441 ra mắt tiền bối. Lâm Giang Tiên gật đầu nói, Vương Trùng, cậu nghĩ được như vậy là tốt. Con đường tu hành chính là con đường vượt mọi chông gai, phải tạo mục tiêu cho chính bản thân mình, như vậy mới có nghị lực và tinh thần can đảm để khắc phục được tất cả trở ngại. Mà vị cao nhân vô danh này chính là tấm gương và mục tiêu tốt nhất cho các cậu. Chúng tôi hiểu rồi. Đám người Vương Trùng nghiêm túc nói. Vị cao nhân vô danh vừa xuất hiện đã đánh bại Mạnh Tinh Hà, sau đó khiến chân nhân Khổng Long xếp thứ tư trên bia kỷ nguyên phải cúi đầu khuất phục, loại phong thái này ai mà không say mê. Vương Trùng nhìn Vũ Vô Thương bên cạnh, lại nhìn Lâm Giang Tiên trước mặt, cuối cùng ánh mắt quét về phía hóa thân thần niệm xung quanh, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác tự hào vô cùng. Đây là trình độ, đây là giai cấp, anh ta có thể trò chuyện vui vẻ với Lâm Giang Tiên, có thể có cơ hội kết bạn với cả vị cao nhân vô danh kia. Mà Đường Tuấn thì sao, hiện tại không chừng đang phiền muộn khổ tu ở trong căn cứ rồi. Sự chênh lệch của đời người đã được thể hiện ra ngay lúc này. Cao nhân vô danh đến rồi. Không biết là ai hô lên một câu, tất cả mọi người đồng thời nhìn về một chỗ. Vị trí tiến vào căn nguyên không gian không khác biệt với vị trí rời khỏi căn nguyên không gian lần trước là bao. Cho nên nơi mà vị cao nhân vô danh có khả năng xuất hiện đã sớm truyền đi khắp rồi. Lúc Đường Tuấn xuất hiện ở căn nguyên không gian lần nữa, kinh ngạc phát hiện xung quanh tụ tập một đống người. Giật mình trong giây lát thì anh cũng phản ứng lại kịp. Lúc này anh vẫn dùng khí tức hỗn độn vây quanh bản thân, biến hóa ra một dung mạo khác. Trong cơ thể có hỗn độn thần văn, lại có cả đan hoàn thần bí, cho dù là tôn giả cũng nhất định không thể soi ra được hình dáng của anh. Dựa vào gần nhất chính là chân nhân Khổng Long. Vẻ mặt của ông ta cung kính đứng trước Đường Tuấn, trầm giọng nói, ra mắt cao nhân. Đường Tuấn nghe được hai chữ cao nhân thì cảm thấy buồn cười trong lòng. Nhưng anh vẫn nghiêm mặt nói, có chuyện gì không? Chân nhân Khổng Long giải thích, cao nhân trước đây hẳn là đã luôn khổ tu, tới đoạn thời gian trước mới ra mặt. Chắc hẳn là cũng không hiểu rõ một số người cùng ngành, tôi xin lớn mật giới thiệu cho cao nhân một phen. Đường Tuấn chỉ do dự trong giây lát rồi nói, có thể. Tiếp theo chân nhân Khổng Long bắt đầu giới thiệu một số người trong sân cho Đường Tuấn. Chương 3442 tiền bối cũng cần bắt đầu tu hành rồi. Đối mặt với cao nhân có thể đánh bại chân nhân Khổng Long, cho dù là Lâm Giang Tiên cũng phải biểu hiện ra sự khiêm nhường và cung kính. Ai dám bảo đảm rằng đây không phải là một vị tôn giả mới đây? Lâm Giang Tiên. Đường Tuấn cười cười, nụ cười này khiến Lâm Giang Tiên có chút hồi hộp trong lòng, có một loại dự cảm không tốt. Có điều là Lâm Giang Tiên lập tức ý thức được bản thân nghĩ nhiều rồi, bởi vì vị cao nhân vô danh này rất nhanh rời tầm mắt khỏi người ông ta. Nhìn về phía sau ông ta, giọng nói trở nên dí dỏm, nói cậu chính là Vương Trùng nhỉ. Vương Trùng nghe vậy, nhất thời hoảng hốt trong lòng, vội vã nói, đúng vậy, tiền bối. Anh ta thậm chí có chút sợ hãi. Vị cao nhân tiền bối này vậy mà lại biết mình. Đường Tuấn nói, nghe nói rằng cậu muốn ra mắt tôi à. Vương Trùng sửng sốt, cũng không nghĩ gì nhiều mà vội vàng gật đầu, nói, đó là điều đương nhiên rồi. Tiền bối có thể chỉ điểm cho tôi một ít không? Đường Tuấn nói, tôi đã từng chỉ điểm cho cậu, chỉ là cậu không nghe mà thôi. Nói xong câu đó Đường Tuấn đã xoay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt của Vương Trùng. Đã từng chỉ điểm cho tôi ư? Vương Trùng sửng sốt, giống như bị người ta dùng cây búa hung hăng nện vào đầu mấy cái. Đám người Lâm Giang Tiên cùng nghi ngờ nhìn về phía Vương Trùng, nói, Vương Trùng, vị tiền bối này chỉ điểm cho cậu lúc nào vậy? Vương Trùng lắc đầu, anh ta căn bản là không có chút ấn tượng nào. Lâm Giang Tiên cân nhắc trong giây lát rồi nói, tôi từng nghe qua cao nhân chỉ điểm hậu bối thì không thích dùng bản thể thật để gặp. Vương Trùng, nói không chừng lúc vị cao nhân này chỉ điểm cậu là dùng thân phận giả, mà lúc đó cậu lại không thể nhận ra. Những người khác cũng hiểu cái khả năng này rất lớn, đều đồng tình mà gật đầu. Vương Trùng nhăn đôi mày lại rồi ra sức suy đoán. Đám người Lâm Giang Tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh ta thì không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Vương Trùng vậy mà đã bỏ lỡ lần cơ duyên này, thật sự đáng tiếc. Sự chỉ điểm của cao nhân chính là cầu cũng cầu không được. Bao gồm cả chân nhân Khổng Long trong số tu hành giả đều nghe được lời này của Đường Tuấn, vừa hâm mộ cũng vừa cảm thấy tiếc cho Vương Trùng.
Cuối cùng, Khổng Long giới thiệu xong 30 tu hành giả trên bia kỷ nguyên cho Đường Tuấn. Chương 3443 Vương Trùng, anh ra đây. Khổng Long mới lên tiếng, tiền bối, tôi có việc muốn nhờ. Đường Tuấn cũng không thấy bất ngờ, Khổng Long tiêu tốn thời gian quý báu để giới thiệu nhiều người như vậy cho anh, tất nhiên là có điều cần nhờ vả. Anh trầm giọng nói, ông nói thử xem, nếu như tôi có thể làm được thì giúp ông một chút cũng không phải là không thể. Trên mặt của Khổng Long nhất thời lộ ra sắc mặt hớn hở, nói chuyện này với người khác mà nói chính là vấn đề hóc búa. Nhưng với tiền bối thì chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tôi muốn cảm ứng căn nguyên ngũ hành của tiền bối trong cự ly gần. Ông ta đã lĩnh ngộ được sức mạnh căn nguyên của gió rồi, nếu như có thể lĩnh ngộ thêm căn nguyên ngũ hành nữa thì tu vi nhất định sẽ được nâng cao thêm một bước. Chỉ là Khổng Long cũng biết yêu cầu của mình có chút quá trớn. Dù sao người khác vất vả cực nhọc mới lĩnh ngộ ra được căn nguyên ngũ hành, làm sao có thể tùy tiện cho ông ta cảm ứng được. Điều này tương đương với việc truyền đạo trá hình. Trong lòng Đường Tuấn thật ra lại không để bụng chút nào, bởi vì anh không chỉ có căn nguyên ngũ hành thôi. Căn nguyên ngũ hành cùng lắm chỉ là một loại căn nguyên yếu nhất trong đan hoàn thần bí. Nhưng căn nguyên ngũ hành thật sự là bảo bối với những người khác, tự nhiên anh cũng không thể đơn giản cho Khổng Long cảm ứng đơn giản như vậy. Cho ông cảm ứng căn nguyên ngũ hành cũng có thể đấy, có điều là ông phải giúp tôi làm một việc. Đường Tuấn chỉ cân nhắc trong giây lát, sau đó mới chậm rãi nói. Khổng Long mừng như điên nói, có chuyện gì thì tiền bối xin cứ việc phân phó. Vương Trùng rời khỏi căn nguyên không gian với vẻ mặt mờ mịt, bởi vì một câu nói của vị cao nhân vô danh kia đã khiến cho anh ta gần như là không thể chuyên tâm tu luyện trong một giờ. Sao có thể chứ nhờ? Vương Trùng giả soát lại toàn bộ ký ức, thật sự không tìm được cảnh tượng mơ hồ mà cao nhân kia chỉ điểm. Tìm kiếm không có kết quả, những tạp niệm trong lòng của Vương Trùng đột nhiên mọc thành từng cụm, tâm tình phiền não ngang ngược nhanh chóng chiếm lấy tâm trí của anh ta. Hai tròng mắt của anh ta dần dần trở nên đỏ ngầu, biểu cảm có chút dữ tợn, cắn răng trầm giọng nói, cho dù không có anh ta chỉ điểm thì tôi vẫn là siêu tân tinh. Vương Trùng, anh ra đây. Đúng lúc này, ở bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Vương Trùng biến sắc, tròng mắt đỏ ngầu đã bị anh ta đè ép xuống, nhanh chóng khôi phục lại sự thanh minh trong suốt. Anh ta cười lạnh một tiếng rồi biến mất ở trong sân. Bên ngoài căn cứ. Một thanh niên mặc áo bào xám đứng ở trên không trung, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị như lưỡi dao, một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra từ trên người anh ta. Cách chỗ anh ta không xa, Vũ Vô Thương và một số thành viên khác của tiểu đội sát thần đã ngã trên mặt đất, trên người mỗi người đều có vết thương. Vẻ mặt hoảng loạn của bọn họ nhìn người thanh niên. Thanh niên khinh thường nói, tiểu đội sát thần hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi à. Chương 3444 những người khác cũng tỏ ý đồng tình. Có thể xếp ở vị trí thứ 108, thực lực của Liễu Phi Tiên với tiểu tôn giả có thể nói là vô cùng gần. Hoàn toàn là đẳng cấp khác với viên nhân phi trước đó. Vương Trùng nhớ tới một số chuyện. Có người nói rằng Liễu Phi Tiên có giao tình tốt với viên nhân phi. Liễu Phi Tiên lần này tới tìm tiểu đội sát thần, e là có liên quan đến việc anh ta đánh bại viên nhân phi trước kia. Anh chính là Vương Trùng à? Rất tốt, lại có thể đánh bại được viên nhân phi, ngày hôm nay tôi sẽ xem thử thực lực của anh. Liễu Phi Tiên cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, tiểu đội sát thần đã khiến tôi rất thất vọng, hy vọng anh có thể cho tôi chơi thỏa thích một trận. Trong lúc nói chuyện, một cây giáo dài màu bạc xuất hiện trong tay anh ta. Đạo vận nồng hậu trên thân giáo, cũng là một đạo khí. Vương Trùng thấy thế thì biết được hôm nay đã định trước là không thể tránh khỏi rồi. Anh ta cũng lười nói thêm gì khác, nắm cây đạo khí cự kiếm trong tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía Liễu Phi Tiên. Bầu không khí dần dần yên tĩnh. Lâm Giang Tiên và mấy vị tiểu tôn giả khác cũng xuất hiện, đứng ở một bên xem chiến. Vương Trùng đánh bại viên nhân phi khiến tên tuổi của anh ta được nhiều người nhớ đến, đồng thời tất nhiên cũng sẽ nhận khiêu chiến của rất nhiều người, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lâm Giang Tiên cau mày nói, chỉ cảm ứng từ khí tức thôi. E là Liễu Phi Tiên cách tiểu tôn giả không xa nữa. Cậu ta là thế hệ thanh niên trên bia kỷ nguyên có hy vọng trở thành một trong số tiểu tôn giả nhất, tuy rằng thực lực của Vương Trùng tăng lên không ít, nhưng so sánh với cậu ta thì hẳn là còn có sự chênh lệch không nhỏ. Mà trận chiến này, tỷ lệ Vương Trùng thắng lại rất thấp. Các tiểu tôn giả khác khẽ gật đầu,
nói, hy vọng Vương Trùng có thể đứng vững trước áp lực này mà tiếp tục đột phá. Chứ không phải vì một lần thất bại mà sa sút tinh thần. Đám người rất có kỳ vọng vào Vương Trùng ở trận đấu này. Mà con đường tu hành, sự dũng mãnh tăng tiến nhất thời dĩ nhiên đáng mừng, nhưng quan trọng hơn vẫn là nghị lực và ý chí sẽ không bị bất cứ thứ gì đánh bại. Vũ Vô Thương, cô không sao chứ? Một âm thanh truyền vào tai của Lâm Giang Tiên và đám người tiểu tôn giả. Đám người nhìn theo hướng âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Đường Tuấn đang đỡ Vũ Vô Thương dậy, vận chuyển pháp lực chữa trị cho cô ta. Đám người Lâm Giang Tiên cùng cau mày, mặc dù biết Đường Tuấn đang chữa trị cho Vũ Vô Thương, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là không thích. Nhìn Vương Trùng người ta lúc này đang tỉ thí với cao thủ trên bia kỷ nguyên. Mà cậu ta chỉ có thể giải quyết hậu quả của một số chuyện, cùng là thành viên của tiểu đội sát thần, sao mà khác biệt nhau đến thế chứ? Có người truyền âm cho Lâm Giang Tiên, tôi chờ xem chuyện này qua, có thể xem xét việc đổi Đường Tuấn đi không? Những người khác cũng tỏ ý đồng tình. Lâm Giang Tiên không chút do dự nói, được, trước tiên cứ xem trận chiến của Vương Trùng và Liễu Phi Tiên đã. Khí thế của hai người đã sắp nhảy lên tới đỉnh điểm rồi kìa. Giống như là ứng nghiệm với lời của Lâm Giang Tiên, hai người Vương Trùng và Liễu Phi Tiên cùng lúc ra tay. Giáo dài màu bạc khiêu vũ như con ngân long, trên không trung xuất hiện từng luồng hào quang rực rỡ. Đạo khí cự kiếm như núi cao như biển lớn, có một loại cảm giác vô cùng nặng nề. Trong nháy mắt, hai người giao thủ trên không trung hơn 10 lần. Vương Trùng, chút thực lực ấy của anh làm sao mà có thể đánh bại được Viên Nhân Phi vậy? Phá cho tôi. Chương 3445 tôi thua rồi. Theo tiếng quát khẽ của Liễu Phi Tiên, giáo dài màu bạc đâm tới khiến Vương Trùng bị đánh lui ra mấy km. Trên đạo khí cự kiếm xuất hiện ra nhiều vết nứt. Mặc dù Vương Trùng thể hiện ra thực lực không tệ, nhưng quả thật chưa đủ để đánh bại Viên Nhân Phi. Đám người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía của Vương Trùng. Tôi không thể thua. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Giang Tiên bọn họ, trong lòng của Vương Trùng bắt đầu hoảng sợ. Vất vả lắm anh ta mới có được danh tiếng này, tuyệt đối không thể bị phá hủy như vậy được. Trong mắt của anh ta bắt đầu trở nên đỏ thẫm, tơ máu trong con ngươi hiện đầy lên như mạng nhện. Một luồng khí tức đẫm máu tàn nhẫn chậm rãi phát ra, giống như anh ta đã hóa thân thành một con mãnh thú cổ xưa. Vương Trùng phát ra một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Vương Trùng và Liễu Phi Tiên chém giết cùng lúc lần nữa. Ha ha ha, Vương Trùng đây mới là thực lực của anh sao, thật sự không tồi. Liễu Phi Tiên giao thủ với Vương Trùng trong giây lát, lập tức cảm nhận được thực lực của Vương Trùng đã tăng cao hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng cho dù là trạng thái này của Vương Trùng cũng chỉ khiến anh ta thêm áp lực, chứ không có khiến anh ta thật sự để trong lòng. Mặc cho Vương Trùng phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng, Liễu Phi Tiên trước sau vẫn áp chế anh ta như vậy. Đây là... Đôi mắt của đám người Lâm Giang Tiên co rút mãnh liệt, đã phát hiện ra được sự dị thường của Vương Trùng. Tình huống như vậy của Vương Trùng giống như đúc với những hình ảnh trong tư liệu mà bọn họ đã nhìn thấy. Vương Trùng, thực lực của anh tôi đã nghiệm chứng qua rồi. Quả thật có thể đánh bại được Viên Nhân Phi, tôi cũng không nhiều lời nữa. Tôi sẽ giáo huấn cho anh một chút vậy. Liễu Phi Tiên cười ra tiếng. Giáo dài màu bạc sống lại hóa thành một con ngân long. Ngân long đánh ầm ầm vào trên người của Vương Trùng. Lực va đập của lần này vô cùng mạnh. Vương Trùng bị va chạm tới không ngừng hộc ra máu, xương ngực đã bị gãy vài cái. Liễu Phi Tiên giẫm một cước nát cả ngực của Vương Trùng, giáo dài trong tay chỉ vào yết hầu của Vương Trùng, lạnh lùng nói, Vương Trùng, anh thua rồi. Tôi thua rồi. Vương Trùng lẩm bẩm nói một câu. Tia máu trong tròng mắt của anh ta càng ngày càng lan rộng ra. Liễu Phi Tiên kinh ngạc trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi vung giáo bạc lên đánh bay Vương Trùng ra ngoài. Lúc này đám người Lâm Giang Tiên bay đến đón được Vương Trùng. Chương 3446 các vị tiền bối, tôi còn có thể chiến đấu được. Đường Tuấn đang chữa trị cho vết thương của Vũ Vô Thương, nghe được câu chất vấn của Liễu Phi Tiên thì anh nhíu mày lại, nói, là tôi. Liễu Phi Tiên nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn một hồi, cười nói, nghe nói anh là kẻ yếu nhất trong tiểu đội sát thần nhỉ, hiện tại đến cả người mạnh nhất tiểu đội sát thần các anh là Vương Trùng cũng đã bị tôi đánh bại. Anh vậy mà vẫn không sợ tôi, lá gan cũng lớn đó chứ. Lâm Giang Tiên quát lên, Liễu Phi Tiên, rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Liễu Phi Tiên cười nhạt một tiếng, nói, mục đích hôm nay của tôi rất đơn giản. Vương Trùng đánh bại Viên Nhân Phi, tôi sẽ đánh bại Vương Trùng. Viên Nhân Phi lúc đó muốn Đường Tuấn xin lỗi nhưng Đường Tuấn không chịu, tôi đây sẽ bắt anh ta đi xin lỗi. Tiền bối Lâm Giang Tiên, ông làm tiểu tôn giả cũng sẽ không can thiệp vào tranh đấu của bọn tôi đâu nhỉ. Lâm Giang Tiên cau mày, tuy rằng có chút bất mãn trong lòng với thái độ ngang ngược của Liễu Phi Tiên, nhưng đây vẫn là quy tắc của Tuyệt Địa Hoàn Vũ, hoặc nói đây là quy tắc của chiến trường kỷ nguyên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lâm Giang Tiên thành lập tiểu đội sát thần. Ông ta cần một đội ngũ tiến hành tranh đoạt với những tiểu đội khác. Các vị tiền bối, tôi còn có thể chiến đấu được. Hai mắt của Vương Trùng đỏ như máu, biểu cảm dữ tợn vô cùng, khí cơ dâng trào như thủy triều, không ngừng xung kích vào phong ấn mà Lâm Giang Tiên thiết lập trong cơ thể của anh ta. Liễu Phi Tiên cau mày lại, nói tiền bối Lâm Giang Tiên, tình huống này của Vương Trùng chắc không phải là. Mấy ngày nay anh ta cũng nghe qua chuyện xảy ra giữa tu hành giả và yêu thú, dường như chính là tình huống giống Vương Trùng bây giờ. Trong con người của Lâm Giang Tiên hiện lên sự bối rối. Tuy rằng trong lòng gần như đã xác nhận được tình huống của Vương Trùng, nhưng ông ta cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì ông ta đã nhận định Vương Trùng chính là nhân vật chủ chốt của tiểu đội sát thần, là người được chọn không thể thiếu nhất. Mà một khi Liễu Phi Tiên nói ra tình huống của Vương Trùng thì rất nhanh sẽ có người tới tìm ông ta. Đến lúc đó, sự an nguy của Vương Trùng cũng là một vấn đề. Lâm Giang Tiên trầm giọng nói, Liễu Phi Tiên, cậu nhiều lời quá rồi đấy. Không phải cậu muốn dẫn Đường Tuấn trở về hay sao? Được, tôi đồng ý. Tiếp theo ông ta nhìn về phía của Đường Tuấn, ra lệnh, Đường Tuấn, bây giờ cậu đi về với Liễu Phi Tiên, xin lỗi Viên Nhân Phi đi. Hiện tại ông ta chỉ hy vọng có thể đuổi Liễu Phi Tiên đi sớm một chút, để có thể nhanh chóng chữa trị cho Vương Trùng. Về phần Đường Tuấn, vốn ông ta đã dự định thay đổi, căn bản không để trong lòng. Hoặc nói rằng dùng một Đường Tuấn vẫn còn Vương Trùng, đây là sự lựa chọn của Lâm Giang Tiên. Liễu Phi Tiên ngơ ra, ánh mắt chớp động ở giữa Đường Tuấn và Vương Trùng, chợt cười cười, nói, được thôi. Tôi hiểu rồi, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra. Đường Tuấn, đi theo tôi đi. Anh yên tâm, tôi sẽ không đến mức làm khó dễ anh, chỉ cần anh xin lỗi cho thật tốt thì tôi lập tức thả anh về. Sư phụ. Vũ Vô Thương thấy Lâm Giang Tiên không hề hỏi qua ý của Đường Tuấn đã tự ra quyết định, sắc mặt không khỏi thay đổi. Loại hành động này có khác gì với Mạnh Tinh Hà đâu kia chứ? Sắc mặt của Lâm Giang Tiên trầm xuống, nói, Vô Thương, qua đây. Nếu đã chuẩn bị thay Đường Tuấn đi thì ông ta cũng không muốn Vũ Vô Thương quá gần gũi với Đường Tuấn nữa. Chương 3447 cái thứ phi tiên chó má thì có. Vũ Vô Thương cắn môi, lắc đầu nói, thầy ơi, thầy làm sai rồi. Lâm Giang Tiên quát lên, con thì biết cái gì. Một tay vỗ vỗ Vũ Vô Thương không cho cô ta tiếp tục nói. Đường Tuấn cười nhìn về phía Lâm Giang Tiên và Liễu Phi Tiên. Nói, muốn tôi đi xin lỗi cũng rất đơn giản thôi. Chỉ cần anh có thể đem tôi đi là được. Anh vừa dứt lời thì trong sân xuất hiện sự yên tĩnh trong giây lát. Liễu Phi Tiên trần trừ nhìn về phía Lâm Giang Tiên, hỏi tiền bối, ông xem. Lâm Giang Tiên nói, cậu tự mình ra tay đi. Ông ta còn phải nhanh chóng chữa trị cho Vương Trùng nữa, không muốn lãng phí thời gian ở trên người Đường Tuấn. Liễu Phi Tiên gật đầu, nói cảm ơn tiền bối. Lúc nói chuyện, một tay anh ta trực tiếp bắt lấy Đường Tuấn, cười lạnh nói, tôi cũng không phải như con gà yếu nhất thôi đoan kia đâu. Phịch một tiếng, một tay của Đường Tuấn cũng đón lấy Liễu Phi Tiên. Hai bàn tay của hai người va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang. Hai người vậy mà lại ngang tài ngang sức. Liễu Phi Tiên giật mình, cười nói, thú vị đấy. Nhưng hôm nay anh không chạy thoát được đâu. Giáo bạc trong tay giống như con rồng đang nổi cơn thịnh nộ. Đâm về phía của Đường Tuấn. Một tay Đường Tuấn cầm lấy vai của Vũ Vô Thương, tay kia duỗi ra ngoài lần nữa trực tiếp bắt được giáo bạc của Liễu Phi Tiên. Liễu Phi Tiên cười ác độc nói, Phi Tiên của tôi không dễ bắt như vậy đâu. Một trận hào quang bắt đầu khởi động, giáo bạc sống lại lần nữa. Đây chính là đại thần thông mà anh ta sử dụng để đánh bại Vương Trùng. Tên là Phi Tiên, đại thần thông hoàn chỉnh. Nhưng tay của Đường Tuấn dường như cũng có sức mạnh to lớn như vậy, mặc cho giáo bạc bộc phát ra từng đợt hào quang, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của anh.
cái thứ phi tiên chó má thì có. Đường Tuấn mắng một câu, tay càng dùng lực. Kèm theo một tiếng răng rắc, giáo bạc đã bị bẻ gãy, thân thể ngân long bị cắt thành hai phần. Đường Tuấn cầm mũi giáo trong tay, cười lạnh một tiếng rồi ném mạnh ra ngoài. Liễu Phi Tiên, anh quá coi trọng bản thân rồi đấy. Hạng thứ 108 trên bia kỷ nguyên không giỏi lắm nhỉ. Anh ném mạnh mũi thương biến thành một đạo lưu quang bắn về phía Liễu Phi Tiên. Liễu Phi Tiên muốn tránh né nhưng đã bị khóa lại. Cuối cùng Liễu Phi Tiên khẽ quát một tiếng, muốn ngăn chặn mũi giáo. Phù phù. Trên mũi giáo ẩn chứa sức mạnh còn muốn kinh khủng hơn cả đại thần thông của anh ta trước kia rất nhiều, Liễu Phi Tiên chỉ ngăn chặn được trong chốc lát đã bị mũi giáo phá tan phòng ngự. Nửa đoạn mũi giáo cắm vào trên ngực của anh ta, máu tươi chảy ra ồ ạt. Chương 3448 làm sao bây giờ? Liễu Phi Tiên kinh ngạc nhìn mũi giáo trên ngực, trong mắt là vẻ mặt không dám tin. Vậy mà anh ta đã thua rồi. Đám người Lâm Giang Tiên, Vũ Vô Thương càng khiếp sợ không nói nên câu nhìn về phía Đường Tuấn. Tay kia của Đường Tuấn vẫn còn khoác trên vai của Vũ Vô Thương, nói một cách khác thì Đường Tuấn chỉ dùng một tay đã có thể đánh bại Liễu Phi Tiên. Vương Trùng đang mất lý trí lúc này cũng bị kinh động đến hồi phục lại sự thanh minh. Ánh mắt của Đường Tuấn bình tĩnh nhìn về phía Liễu Phi Tiên và đám người Lâm Giang Tiên, nói các người còn chưa có đủ tư cách để quyết định tôi đi hay ở lại. Anh lại nhìn về phía của Vương Trùng, nói trước đây tôi đã từng khuyên anh không nên sử dụng loại sức mạnh này rồi, không nghĩ tới anh hoàn toàn không để trong lòng. Hôm nay loại sức mạnh kia đã từng bước xâm chiếm tiểu thế giới của anh, không bao lâu nữa thì một thân tu hành của anh sẽ như dã tràng xe cắt biển đông thôi. Anh nói với Vũ Vô Thương, thương thế của cô cũng không có gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là khỏe lại. Nói xong những lời này thì Đường Tuấn xoay người rời đi vào chỗ ở của mình. Đây mới là thực lực của anh ta sao? Trong đầu tuy rằng xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy, nhưng chẳng biết tại sao Vũ Vô Thương lại không hề kinh ngạc, ngược lại nghĩ đó là đương nhiên. Liễu Phi Tiên lẩm bẩm, không thể nào. Anh ta đã thua quá nhanh. Cái sự kiêu ngạo trong anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được Đường Tuấn vốn bị anh ta xem thường, thực lực vậy mà đã vượt qua anh ta nhiều đến như vậy. Đám người Lâm Giang Tiên càng ngớ người ra. Hóa ra từ đầu tới cuối đều là bọn họ tự cho là khôn ngoan mà thôi. Lại nhìn về Vương Trùng, bọn họ có cảm giác nhặt được hạt vừng, mất trái dưa hấu sao? Sao bắt được nhỏ, nhưng mất lớn, coi trọng thứ yếu, nhưng bỏ qua chủ yếu? Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Có thực lực mạnh mẽ như Đường Tuấn chấn giữ tiểu đội sát thần, sẽ trở thành một sự trợ giúp vô cùng lớn với tiểu đội sát thần bọn họ. Lâm Giang Tiên thở dài một hơi, nói, Vô Thương, con đi tìm cậu ta đi. Chúng ta làm sai chuyện này rồi. Trong nơi ở của Đường Tuấn, Vũ Vô Thương thở dài trong lòng, khuôn mặt có chút ảm đạm, nói, bác sĩ Đường, thầy của tôi bọn họ quả thật có chút không đúng. Tôi đại diện bọn họ xin lỗi anh, hy vọng anh đừng tính toán với bọn họ. Chương 3449 thế còn chưa đủ nữa sao? Lâm Giang Tiên tuy rằng không làm gì Đường Tuấn, nhưng ông ta đã thờ ơ lạnh nhạt trước hành vi của Liễu Phi Tiên. Thậm chí vì giữ được Vương Trùng mà ông ta còn chủ động nhượng bộ. Cùng là thành viên của tiểu đội sát thần nhưng đãi ngộ lại không công bằng, quả thật rất khó để khiến người ta không oán hận. Vũ Vô Thương do dự một chút rồi nói, nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng là thành viên của tiểu đội sát thần mà. Tuy cô ta không nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu đội sát thần là do đám người Lâm Giang Tiên thành lập nên, mà Đường Tuấn vẫn là thành viên của tiểu đội sát thần, nếu như không cho đối phương mặt mũi như thế thì ngày tháng sau này sợ là không sống nổi. Đường Tuấn cười cười, nói cái này cô không cần lo lắng. Mặc dù đang cười nhưng Vũ Vô Thương lại cảm nhận được sự lạnh lẽo, có một cảm giác bất an. Vũ Vô Thương không khuyên nhủ nữa mà rời khỏi nơi ở của Đường Tuấn. Cô ta nói những lời này lại cho đám người Lâm Giang Tiên. Hừ, sắc mặt của Lâm Giang Tiên có chút khó coi. Cho dù Đường Tuấn có thể đánh bại được Liễu Phi Tiên, đứng hạng 108 trên bia kỷ nguyên đi nữa. Nhưng Lâm Giang Tiên ông ta cũng không phải là tiểu tôn giả bình thường, mà là tiểu tôn giả trước 20 của bia kỷ nguyên. Tuy rằng ông ta có lẽ có chút áy náy với Đường Tuấn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp. Những tiểu tôn giả khác tuy rằng không bằng Lâm Giang Tiên nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Bọn họ để Vũ Vô Thương đi tìm Đường Tuấn đã coi như là chủ động nhận lỗi rồi. Thế còn chưa đủ nữa sao? Ở chỗ bọn họ xem ra thì Đường Tuấn là được voi đòi tiên, không coi ai ra gì rồi. Lâm Giang Tiên, ông nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào đây? Có người hỏi. Lâm Giang Tiên chỉ cân nhắc trong giây lát, lạnh lùng nói, rất đơn giản. Cậu ta không cho chúng ta mặt mũi thì chúng ta đây cũng không cần để ý tới cậu ta. Chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của cậu ta, lần này cậu ta đánh bại Liễu Phi Tiên, đứng đầu gió lớn chưa chắc là chuyện tốt. Nói cách khác, cậu ta cũng không phải là đội trưởng tiểu đội sát thần mà chúng ta vừa ý. Tuy rằng tu hành của Vương Trùng xảy ra chút vấn đề nhưng chưa chắc là không có khả năng chữa trị, có thể nhân cơ hội này mà nâng cao tu vi thêm một bước. Những tiểu tôn giả khác khẽ gật đầu. Đám người nhìn về phía Vương Trùng trong phòng. Hai tròng mắt của Vương Trùng lúc này đỏ như máu, đã không còn lý trí để nói gì nữa, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Chẳng biết vì sao đám người cũng không có lạc quan như Lâm Giang Tiên được. Hai tin tức đã nhanh chóng được truyền ra ngoài. Liễu Phi Tiên đánh bại Vương Trùng mơ hồ dính vào bệnh kỳ quái. Đường Tuấn của tiểu đội sát thần đánh bại Liễu Phi Tiên. Một lần hành động đã xông lên vị trí 108 trên bia kỷ nguyên. Hai loại tin tức đều rất giật gân. Chương 3450 cùng ngày, lại có hai cái tin tức được truyền đi. Sau khi Vương Trùng đánh bại Viên Nhân Phi thì danh vọng cũng rất hưng thịnh. Mà Liễu Phi Tiên là tu hành giả trẻ tuổi nhất đứng hạng 108 trên bia kỷ nguyên, là người có hy vọng trùng kích cảnh giới tiểu tôn giả nhất trong đám người, ở trong tuyệt địa hoàn vũ có thể nói không ai không biết. Nhưng danh vọng của hai người lúc này lại tác thành cho Đường Tuấn. Trong một cung điện ở tuyệt địa hoàn vũ, vẻ mặt không thể tin của Mạnh Thiền nghe xong báo cáo của thuộc hạ. Anh ta kinh ngạc nói, không thể nào, anh ta chỉ là một bác sĩ bị quân diệt ma đào thải, sao có thể có thực lực mạnh như vậy được chứ? Thực lực của anh ta đừng nói là so sánh với Liễu Phi Tiên, cho dù là có ngang sức với Viên Nhân Phi cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Vốn anh ta căn bản không coi Đường Tuấn ra gì, nhưng bây giờ Đường Tuấn lại đột nhiên đứng ở vị trí mà anh ta không cách nào đuổi kịp, có thể tưởng tượng được sự chấn động với anh ta. Mạnh Tinh Hà cũng nắm chặt tay lại, khuôn mặt trì trệ như sắt. Ngay cả anh ta cũng có một loại cảm giác bức bách. Một khi Đường Tuấn đột phá tiểu tôn giả vậy thì cũng sẽ có thể tạo thành sự uy hiếp với anh ta. Không thể tiếp tục mặc kệ anh ta phát triển được. Ánh mắt của Mạnh Tinh Hà lóe lên. Trong lòng dần dần có quyết định sách lược. Thứ hạng của tiểu tôn giả trong 100 của bia kỷ nguyên gần như là không thay đổi, cho dù là khiêu chiến thì mỗi lần đều là sự kiện lớn mang tính chấn động. Mà vị trí từ 100 đến 200 trên bia kỷ nguyên lại thay đổi rất nhiều lần. Đường Tuấn từ tên vô danh yên tĩnh vào tới 108 đã khiến rất nhiều người nhớ kỹ lấy cái tên này. Ngao Vấn Thiên nhìn xếp hạng mới nhất trên bia kỷ nguyên, trên mặt nở ra nụ cười, nói, Đường Tuấn. Anh đúng là không lên tiếng thì thôi, còn lên tiếng thì phải khiến người khác phải trầm trồ mà. Có điều tôi cũng không kém hơn đâu. Cùng ngày, lại có hai cái tin tức được truyền đi. Thần tử của Long tộc là Ngao Vấn Thiên đánh bại Lệ Cương xếp thứ 107 trên bia kỷ nguyên, trở thành nhân vật mạnh mẽ mới trên bia kỷ nguyên. Đạo nhất thần tử đánh bại Lăng Tử Vũ xếp thứ 101 trên bia kỷ nguyên, trở thành tu hành giả tiếp cận gần nhất với tiểu tôn giả. Sau khi Ngao Vấn Thiên đánh bại Lệ Cương lại đứng ở trước mặt mọi người nói một câu, Đường Tuấn, ngại quá, vừa khéo lại trước anh một hạng. Sự khiêu khích không hề che giấu chút nào, Ngao Vấn Thiên đánh bại Lệ Cương rất nhẹ nhàng, ngay cả một vết thương cũng không có. Cho dù là ai cũng biết được Ngao Vấn Thiên hoàn toàn có thể khiêu chiến tu hành giả ở vị trí cao hơn trên bia kỷ nguyên nhưng anh ta lại không, hết lần này tới lần khác khiêu chiến 107, chứng tỏ muốn áp chế Đường Tuấn một chút. Rất nhiều người đã âm thầm nghe ngóng, cũng biết được giữa Ngao Vấn Thiên và Đường Tuấn có chút ân oán, lập tức hiểu được chuyện gì. Thứ tự trên bia kỷ nguyên liên tục thay đổi đã kinh động đến không ít tiểu tôn giả. Trong đó cũng không thiếu một số lão cổ đồng. Ví dụ như trên bia kỷ nguyên có một tiểu tôn giả tên là Chân Nhân Thái Huyền. Chân Nhân Thái Huyền xếp thứ 66 trên bia kỷ nguyên, xếp hạng cũng không gần phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 192.